Hai võ sĩ Nhật Bản đồng loạt thách đấu Thu Nhi để rửa hận cho Atsuko Tada. Sau khi đánh bại đương kim vô địch Atsuko Tada để giành đai WBO thế giới hạng rồi nhẹ danh giá vào tháng trước, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi mới đây tiết lộ cô đã nhận được một số lời đề nghị thách đấu. Điều đáng bất ngờ là lời thách đấu đều đến từ quê hương của Atsuko Tada, khi có hai tay đấm tên tuổi của Nhật Bản lập tức liên hệ với ông bầu của Thu Nhi là huấn luyện viên Kim Sang-bum để lên tiếng thách đấu nữ võ sĩ của Việt Nam nhằm lấy lại chiếc đai vô địch thế giới về cho xứ sở hoa anh đào. Tôi rất sốc và bất ngờ khi bản thân vừa mới đấu xong mà các võ sĩ Nhật Bản lại lập tức đòi đấu tiếp một trận thách đai khác. Bởi lẽ hiện tại tôi vẫn còn gặp chấn thương ở đầu và mí mắt sau trận đấu vừa rồi, cần thời gian để hồi phục. Tôi sẽ dành thời gian một tháng tới để phục hồi cũng như tập luyện, chuẩn bị cho giải đấu vô địch quyền Anh thế giới tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 12, sau đó mới xem xét đến đối thủ cho trận bảo vệ đai đầu tiên trong sự nghiệp, Thu Nhi chia sẻ. Trước đó, Hiệp hội quyền Anh Nhật Bản cũng không phục trận thua của Atsuko Tada và gửi đơn kiến nghị lên WBO nhưng không thay đổi được kết quả.